Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Mảnh ghép hoàn hảo. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 và được thực hiện bởi VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, Mảnh ghép hoàn hảo ngày hôm nay sẽ kể câu chuyện về một cặp đôi. Họ đã từng có những sai lầm trong quá khứ và với những vết trượt dài của tuổi trẻ, họ đã cùng nhau làm lại cuộc đời. Và nghĩ câu chuyện này sẽ có nhiều điều để chúng ta suy ngẫm. Và đến với chương trình ngày hôm nay, bên cạnh sự xuất hiện của cặp đôi khách mời, thì chúng ta đương nhiên là sẽ luôn chào đón sự xuất hiện của một chuyên gia tâm lý. Và đây là một người bạn đồng hành không thể thiếu của Mảnh ghép hoàn hảo. Hãy cùng gặp gỡ tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Ôi, trời ơi! Sao? Tóc hả? Sao? Nhìn ngộ quá. Ngộ quá hả? Ừ. Chắc tại hôm nay mà đẹp, nhưng mà đổi đẹp. Style tóc với lại make up đó. Gọi là sao Tâm? Tại vì hồi nãy nghe là mình sẽ gặp một nhân vật nào đó ngày hôm nay. Và cái câu chuyện về tìm lại cuộc đời, về bước qua quá khứ là cái câu chuyện rất là nổi bật. Nói về chủ đề làm lại cuộc đời, mới nghĩ là có nhiều điều để chúng ta sẽ suy ngẫm ngày hôm nay. Bởi vì có nhiều người ta làm lại cuộc đời khi mà người ta đã ở một cái giai đoạn nửa sau của cuộc đời. Người ta mới nghĩ phản tỉnh lại. Đúng rồi, là tại sao tôi đã sống cả nửa cuộc đời tôi như thế. Còn hai nhân vật ngày hôm nay thực ra họ cũng còn rất là trẻ luôn. Tức là họ nhận thấy được cái điều đó từ rất sớm. Coi clip và biết nè. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng xem hình ảnh ngay sau đây. Tôi đã từng có quá khứ là 9 năm nghiện ma túy. Và trong vòng 9 năm đó, tôi đã sống trong vòng lao lý và tôi bị công an bắt rất là nhiều. Và cuộc đời của tôi rất khổ với ma túy trong vòng 9 năm đó. Nhiều lúc tôi muốn thoát ra nhưng mà không làm sao để mà thoát nổi. Em biết đến ma túy từ năm 12 tuổi cho tới năm 15. Từ lúc năm 15 thì bắt đầu em được vào trung tâm cai nghiện Aquila Center. Và bắt đầu em được gặp ảnh, biết đến ảnh. Và hai người cùng thay đổi và bắt đầu đến với nhau. Cái này là biên tập tạo drama hay thật sự là nó kịch tính? Thật sự không, nó kịch tính hơn á. Hơn những gì bạn tưởng đúng không? Hơn với những gì mà nhân vật vừa mới kể. Tự nhiên mình bị tràn về một cái quãng ký ức là mình có 3 năm ở trường cai nghiện. Tôi đi công tác xã hội. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng đó. Tôi cũng có rất nhiều năm ở trường cai nghiện. Tôi nha. Hồi đó là Úc đi diễn kịch rất nhiều. Đúng. Gần như là đi tất cả các trường cai nghiện ở khu vực phía miền Trung đổ vào. Đúng rồi. Và miền Nam là nhiều nhất. Mình có 3 năm ở Đắk Nông. Và trường cai nghiện đó là của lực lượng thanh niên xung phong. Cái vấn đề mà mình cảm thấy bị giật mình với cái chia sẻ vừa rồi á, đó là cái thời gian mà các bạn này tiếp cận với ma túy nó quá lâu. Và quá sớm. Và quá sớm. Và cái thứ hai á, theo như cái dữ liệu mà của bản thân mình quan sát, mình chưa làm nghiên cứu, mình không dám chắc, nhưng mà cái tỷ lệ tái nghiện á, nó không hề thấp một chút nào. Điều đó có nghĩa là khi mà Úc đã đặt ra cái câu chuyện đầu giờ ngày hôm nay, đó là họ làm lại cuộc đời, họ bước qua quá khứ. Mình đang cảm thấy rằng nếu đó là những cái gì thực tâm mà nhân vật của chúng ta muốn, thì cái hành trình phía trước của họ đó nó còn gian nan hơn cái hành trình họ vừa mới đi qua nữa. Bởi vì nó đòi hỏi một cái nỗ lực lớn khủng khiếp. Có lẽ là chúng ta cần phải gặp họ. Bạn muốn gặp ai nè? Cái chất liệu của hai bạn nó quá đặc biệt đi. Một người thì một thời gian rất dài, còn bạn nữ thì lại rất trẻ. Thôi mình đi nói chuyện với người trẻ đi. Chúng ta chia tay nhau ở đây đi. Tôi sẽ đi gặp người trẻ cho tim tôi bớt đau. Xíu gặp lại. Không biết là câu chuyện gì sẽ được diễn ra trong căn phòng kia. Còn ở đây, Vân sẽ chào đón Xuân Trường. Dạ. Chào em, Xuân Trường. Em xin chào chị Úc Thanh Vân cùng toàn thể quý vị và khán giả. Chào em. Dạ. Mời em ngồi. Thôi vô thẳng vấn đề luôn nha. Dạ vâng. Tại vì Trường đã nhận lời đến với Mảnh ghép hoàn hảo thì chị nghĩ là Trường cũng sẵn sàng để chia sẻ về cuộc sống của mình và những gì mình đã trải qua. Dạ vâng. 9 năm đó là bắt đầu từ lúc nào hả? Khi mà được thay đổi rồi thì em không hề ngại chia sẻ về quá khứ của mình. Bởi vì em mong ước rằng qua quá khứ của mình và cuộc đời mình được thay đổi thì sẽ gây ảnh hưởng và một phần khích lệ tới những người mà họ đang trong có quá khứ mà không được tốt. Chị rất cảm kích về điều dạ. đó. Em bắt đầu biết đến ma túy năm em 15 tuổi, khi mà học hết lớp 9. Thực sự tuổi trẻ mà chị. Khi lớn lên thì ai cũng muốn thể hiện. Rồi cũng muốn thử để cho biết. Thử cho biết rồi đến lúc mà đến lúc nghiện lúc nào em không thể thoát được.
Bây giờ mình bắt đầu từ cái chặng đầu đi. 12 tuổi, quá nhỏ đúng không? Lý do gì 12 tuổi thôi mà mình đã tìm đến với ma túy? Một phần là gia đình của em, nhà em có 4 người, là có bác, có cô, có bố và có chú. Rồi. Thì từ cô trở xuống là bắt đầu vướng ma túy hết. Bố có bị không? Dạ có. Rồi, rồi nhà của em, tức là anh em ruột của em á, là có mấy người hay có dạ, một mình anh thôi? Em ruột em chỉ có em với chị em. Rồi, thì chị có bị không? Dạ không. Từ lúc đầu là em lúc 8 tuổi là 8 tuổi chú em mất thì bắt đầu vì ma túy. Dạ, dạ cũng vì ma túy. Xong rồi lúc đó là em không biết gì về ma túy cả. Xong cái lúc đó là em tập tành hút thuốc. Từ cái lúc hút thuốc đó thì bắt đầu em mới nhìn thấy bố em chơi. Thì bắt đầu em nhìn bố em làm như thế nào thì em là làm y chang vậy. Em làm y chang và từ cái lúc đó trở đi là bắt đầu em bị dính vào. Vậy mẹ lúc đó ở đâu? Bị bố đuổi mẹ đi từ lúc em còn lớp 3, lớp 4. Mình có nghe kể vì cái lý do gì không? Dạ không. Gia đình nhà em cũng không được như những gia đình khác. Em sinh ra trong một gia đình mà mẹ em mất năm em 6 tuổi. Mới đầu thì gia đình nhà em là một gia đình tiêu biểu và một gia đình rất là hạnh phúc ở trong khu phố. Ở khu nhà em ấy, thì gia đình nhà em thuộc dạng là giàu có ở khu vực đó. Gia đình nhà em làm nghề lo mổ, nên là cái thời đó, so với cái thời đó thì gia đình nhà em rất là giàu. Và bố mẹ em sinh được hai chị gái và em là con trai út trong gia đình. Hôm đó thì em có ra đi cùng theo mẹ ra ngoài cổng để chơi. Chơi với các bạn thì em trèo cây và em bị ngã gãy tay. Thì về xót con thì bố có nói mẹ mấy câu. Thì đôi lúc mà xót con ấy, thì bố cũng không cầm giữ được, nên nói những lời nó hơi nặng lời. Nên mẹ em bị tổn thương thì cũng xót con nữa, mà lại uất ức. Nên là mẹ em ức quá, mẹ em vào trong bếp tự sát. Chính thức từ đó là em đã mất mẹ. Và từ ngày mất mẹ thì gia đình em không còn hạnh phúc nữa. Bố em buông xuôi tất cả. Khi mà em mất mẹ thì hai chị gái như là thay mẹ chăm sóc em. Và em càng được chiều bao nhiêu thì em càng hư bấy nhiêu. Em lớn lên, em đi học. Mặc dù là năm nào em cũng học sinh tiên tiến xuất sắc, nhưng mà em rất là quậy. Và đôi lúc mà bạn bè quậy, em quậy, họ không làm được gì, thì họ nói với em rằng mày mồ côi, mày có gì ghẻ. Những cái điều đó làm em rất là tổn thương và em rất là buồn. Và em lớn lên và em bắt đầu em học tập những cái thói hư xấu của những thanh niên mới lớn. Và cứ thế là em biết đến ma túy và em nghiện lúc nào không hay. Gia đình nhà em rất là buồn. Trong vòng 9 năm nghiện đó thì gia đình nhà em đã nỗ lực rất là nhiều để giúp đỡ em. Em đã từng đi cai ở rất là nhiều môi trường. Nhiều lúc rất là thương bố. Có những ngày mùa đông giá rét, bố lai em đi đến những trung tâm của nhà nước để uống thuốc. Mà đi về mà thấy bờ môi của bố thâm tím vào bởi vì lạnh, lai con đi. Em rất là thương bố, em rớt nước mắt. Nhưng mà khi mà cơn vật lên, em không còn là em nữa. Vì gọi là ma túy mà. Thực sự ấy, trong bản thân của em hay là bất cứ một người nghiện nào, người ta cũng đều muốn từ bỏ và đều muốn thành công. Bởi vì em và tất cả những người nghiện khác, chúng em đều là con người. Ai cũng muốn thành đạt, ai cũng muốn bằng bạn bằng bè, ai cũng muốn gia đình hạnh phúc, ai cũng muốn rằng khi nhắc đến tên của mình, bố mẹ tự hào và nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng cái quá khứ của em ngày xưa ấy, bố em nhiều lúc không dám nhắc đến tên của em. Vì con người ta thấy con người ta thành đạt, nhưng con mình nhắc đến thì Tuyền bị công an bắt, Tuyền nghiện, Tuyền đánh nhau, rồi Tuyền gây những cái điều xấu thôi. Tuyền là tên ở nhà của em.
Không, tức là nhiều là ngôn ngữ địa phương. Tức là quá khứ nó không được tốt ấy. Em cũng đăng ký về xã là em là con người nghiện, có danh sách để nhà nước tạo điều kiện cho để đi uống thuốc methadone. Em uống được hơn 1 năm, nhưng mà về sau thì em lại càng ngày em lại càng nghiện nhiều hơn. Em nghiện cả methadone và về sau mà em bỏ methadone thì em sử dụng ma túy gấp đôi. Và cứ thế là em trượt dài trong 9 năm đó. Cuộc đời của em tưởng chừng như có những lúc mà em muốn từ bỏ, em không còn muốn sống nữa. Em dùng rất là nhiều cách để mà tự sát. Em đã cứa tay này để máu chảy rất là nhiều. Thì khi mà em học theo bố, em làm những cái điều đó, thì phản ứng của những người xung quanh lúc đó như thế nào? Mọi người lúc đó là không biết. Chỉ không biết là bố, vì em giấu. Chỉ có bố, lúc đó là bố đi, cả nhà đi hết, chỉ có bà là ngồi ở ngoài. Mà phòng của bố thì cực là kín, nên em vào lúc mà về á thì bố cảm thấy là hết hồn. Và kiểu như là kêu là đứa nào. Nhưng mà bố không nghĩ là những đứa con của mình, thì bố mới nghĩ là bố bị lẫn, là bố chắc bố quên. Thì bố không nói gì nữa. Học theo bố thì bao nhiêu lâu gia đình mới phát hiện? Tới 2014 là lúc đó bố em đi tù. Thì lúc ở trong trại thì bố mới biết được là em chơi gì? Và bác em ở bên kia cũng mới biết được là em chơi. Ai là người thông báo cho bố biết? Dạ những người hàng xóm. Trong cái quá trình mà em chơi ma túy như vậy á, có lúc nào những cái lúc mà mình tỉnh á, em tự nghĩ lại là em cảm thấy là em hối hận hoặc là em không chấp nhận được cái điều đó ở mình không? Dạ có. Chỉ có, nó chỉ bị một thoáng qua thì lại mất luôn. Tức là lúc nào mà mình tỉnh, dạ, thì mình sẽ cảm thấy là mình thật sự mình không ổn. Dạ. Nhưng mà rồi nó cũng đi qua rất là nhanh. Chị cảm ơn em. Câu chuyện của Xuân Trường là một câu chuyện thật sự là nó tàn khốc. Dạ. Mà nếu như mà em không kể thì người ta cũng không có hiểu được tại sao em lại hư như vậy. Dạ. Có nhiều cái lỗi lầm thực sự nó cũng xuất phát từ những cái điều bi kịch. Tất nhiên, nếu như mà bây giờ có một ai đó dụ dỗ em, hay một ai đó bày ra những cái gì nó hấp lực với em, thì chị nghĩ em sẽ dạ. đủ can đảm để từ chối. Nhưng ở thời điểm đó, với cái hoàn cảnh đó thì em không cưỡng lại được. Dạ. Rồi đến lúc nào thì em mới thật sự cai nghiện và dứt được khỏi ma túy? Có một người bạn cũng cùng nghiện với em. Một ngày cũng sử dụng với em 800.000 ma túy. Năm đó là năm 2017. Người bạn đó đến nói chuyện với em. Anh ấy tên là anh Thắng. Anh ở Hà Đông. Anh ấy có nói chuyện với em và anh ấy bảo rằng em có muốn cuộc đời của mình được thay đổi hay không? Em có muốn rằng gia đình mình hạnh phúc hay không? Em có muốn làm lại từ đầu hay không? Và thực sự trong tấm lòng của em, khi nhìn thấy một người mà cùng sử dụng ma túy với em, cùng cờ bạc và cùng lừa đảo với em, và bây giờ anh ấy không còn hút thuốc, không còn nói những từ nói tục, từ chửi bậy nữa. Anh ấy có một người vợ và một gia đình rất là hạnh phúc. Theo bản thân em thì em không làm được, nhưng mà em nhìn theo người anh của em thì em cũng muốn thử một lần. Là mình có bỏ được không? Dạ, để như là mình cũng muốn thử để như ảnh. Tại vì mình cũng muốn một người như ảnh, chứ mình cũng không muốn dính vào ma túy. Vì dính vào ma túy nó rất là khó và mệt. Đúng. Có nghĩa là bản thân ảnh cho mình thấy một cái tấm gương, dạ, rất đúng, là rõ, là đã từng nghiện, đã từng trượt dài và đứng dậy được. Ảnh tạo cho mình một cái động lực. Dạ. Ừ. Thời điểm này thì em có thể tự tin nói rằng là mình dứt chưa? Dạ có. Cái cơ sở nào để Linh nghĩ rằng là nó không giống như những lần trước? Em có một gia đình. Thứ nhất là mình có gia đình. Và thứ hai nữa là em cũng suy nghĩ rằng là bố em cũng là một người nghiện. Ừ. Thì em cũng là một người muốn cứu gia đình em ra khỏi. Có nghĩa là mình cũng không muốn lặp lại cái quá khứ của gia đình. Dạ. Mình có một gia đình nhỏ của riêng mình. Mình không muốn lặp lại sai lầm của người đi trước. Mà ngày xưa trong tấm lòng của em nghĩ rằng những người nghiện không bao giờ có thể thay đổi được. Có chết cũng không thể thay đổi được. Nhưng trước mặt của em ấy là một người mà từng
ăn ngủ cùng em, từng nghiện cùng em, họ được thay đổi một cách diệu kỳ. Em bắt đầu trong tấm lòng của em, nó dấy lên cái niềm khát khao và muốn được thay đổi. Và em được đưa lên trung tâm Aquila ở ngoài Hà Nội. Và từ nơi đó, cuộc đời của em được thay đổi. Hiện giờ thì cái tình trạng của mình với ma túy thì em tự đánh giá là em thấy là em đã làm chủ được với nó chưa? Dạ, em có thể làm chủ được với bao nó. Bao lâu rồi? Bao lâu mà mình cảm thấy mình tự tin là mình dứt ra được? Cũng từ cái lúc mà vào trung tâm là chắc khoảng được 2 năm mấy. Ừ. Tại vì lúc đầu thì em vẫn còn suy nghĩ tới nó, nhưng mà từ lúc mà 2 năm về sau á, thì là em cảm giác là em làm chủ được nó. Ừ. Hiện giờ thì cái kế hoạch của hai đứa như thế nào? Em chỉ muốn là chỉ có một ngôi nhà yên bình, yên bình. Và chồng em đi làm. Công việc của trường hiện giờ là gì? Dạ, đi lái xe. Có bao giờ em lo lắng là chồng mình lại quay về con đường cũ không? Dạ có, lúc ở nhà lúc nào em cũng lo lắng cả. Rồi trường có lo lắng ngược lại không? Anh thì không, tại vì em ở nhà em bận biểu với bé quá. Thì là chắc anh không nói gì hết, nhưng mà em trong lòng thì em nghĩ là anh không lo. Anh không lo cái việc mà em quay trở lại con đường cũ. Còn em thì tại vì mình ở nhà, còn anh đi làm á, anh rất là mệt. Nên em suy nghĩ là em bị lo lắng là một là anh bị gì đó, hai là anh lỡ như anh buồn thì anh sẽ quay lại con đường cũ. Ừ. Chị chúc mừng em về điều đó. Em cảm ơn. Chị nhìn thấy một nụ cười thật sự từ trong lòng của em. Dạ. Em mới có được cái nụ cười như thế này. Bởi vì những gì mà em nhắc tới thì nói thật, với những bi kịch đó mà em không rơi một giọt nước mắt nào, chị hiểu cái bản lĩnh trong em cực kỳ lớn. Và từ lúc nào thì em gặp người vợ của mình hiện tại? Dạ em khi mà đến với trung tâm cùng những anh chị em ở tại nơi đó. Một học viên hết chương trình là 18 tháng khóa huấn luyện để tốt nghiệp cai nghiện thành công ở Aquila, thì em sau 18 tháng em tình nguyện ở lại là tình nguyện viên. Khi được thay đổi em tình nguyện ở lại, và sau 2 năm thì em quen người vợ của em, đó là Phan Thùy Linh, và chúng em bắt đầu yêu nhau. Lại chúc mừng em thêm một lần nữa, giờ nụ cười tươi hơn hồi nãy nữa. Còn cái công việc hiện tại của Linh thì sao? Dạ, công việc hiện tại của em là ở nhà nội trợ. Còn nó có đủ bận rộn để em hiểu rằng là cái cuộc sống này nó giá trị hơn là cái việc mình tìm đến với ma túy không? Dạ có. Hai đứa con đúng không? Thì giờ là mình có hai đứa con. Cái sự ra đời của hai đứa trẻ nó có ảnh hưởng gì đến cái quyết tâm của em không? Dạ không, tại vì nếu như mà hai đứa con đó cũng là một động lực để cho em có thể vượt qua được cái điều mà em suy nghĩ. Tại vì mình cũng là một tuổi trẻ, nhưng mà mình vẫn suy nghĩ được rằng là mình đã có con rồi. Thì mình phải biết lớn dần hơn và không còn nít nữa. Em có con và em quyết tâm với cái việc từ bỏ ma túy là vì em muốn giữ sức khỏe cho con em, hay vì em không muốn con em nhìn thấy một người mẹ mà không làm gương cho nó? Vì em muốn là tương lai của con em cũng không giống như em nữa, và em cũng sẽ là một người mẹ có gương cho con em, để con em nó có thể học tập thật tốt và làm kiểu như là nó sẽ là một người không ở trong tệ nạn xã hội, mà là một người được nhiều người người ta biết đến. Tại vì thường thì chị sẽ hỏi thăm về vợ, về tình yêu của em và cả gia đình nhỏ có cậu nhóc rất là đáng yêu này qua lời kể của một người chồng, một người cha. Nhưng mà ngay lúc này thì chắc là chị sẽ mời Thùy Linh ra đây. Dạ. Lúc đó thì câu chuyện của mình chắc sẽ đầy và đẹp hơn. Tôi Nha ơi, Tôi Nha dẫn Thùy Linh ra đây. Rồi. Nhé. Giờ chúng ta sẽ ra ngoài kia ha. Câu chuyện không có dứt được góc. Câu chuyện không dứt được. Tôi mà không mời là cũng không dứt được luôn. Không dứt được. Vì ở đây chuyện cũng hấp dẫn lắm Tôi Nha. Chào em. Nha nha chị. Mình hình dung là mình sẽ phải rất là đắn đo, mình sẽ phải rất là bi lụy với một cái câu chuyện cùng một cô gái năm 12 tuổi đã biết đến ma túy. Nhưng mà điều tôi bất ngờ ở đây là sao mà các bạn kể về cái chuyện đó nó nhẹ tên luôn á. Hay là bởi vì những cái khổ ải vật vã nhất đều đã kinh qua, cho nên khi giờ nhìn lại không còn là cái cảm giác đối diện nó một cách trực tiếp nữa. Thực ra ở đây thì mình sẽ không thể cam chắc được với mọi người về một cái đức tin nào đó, bởi vì cái đức tin đấy là mỗi người sẽ có một cái sự lựa chọn khác nhau. Nhưng bạn tin về cái gì tôi không biết.
phải có niềm tin. Và có lẽ chính cái niềm tin đó làm cho các bạn có cái hy vọng rất là lớn về cái quãng đời sau này của mình. Và niềm tin đó nó chuyển di vào những cái thứ rất là cụ thể luôn. Một gia đình nhỏ, hai đứa con, công việc ổn định, mỗi ngày trôi qua mình thấy mình được có ý nghĩa. Nhưng mà Trường, cái câu chuyện của chị với Linh ở trong kia là nó đang dừng lại cái đoạn là Linh cảm thấy rất là lo cho cái câu chuyện là mỗi ngày em đi làm và cái công việc của em thì nó áp lực, nó mệt. Và cái điều mà Linh cảm thấy cũng bất an đó là không biết rằng là mình có cái quá khứ đó, mình có dẹp bỏ nó được thực sự hay không, hay vì những cái mệt mỏi trong công việc bây giờ. Dạ. Thì em có hiểu cái nỗi lo đó của vợ không? Dạ. Em hiểu điều đó. Và mỗi buổi tối về thì vợ chồng em luôn tâm sự và động viên nhau. Và mỗi người có một niềm tin. Và mỗi buổi tối chúng em luôn dành thời gian để chúng em cầu nguyện cho nhau. Dạ. Thực sự nếu như ngày xưa mà cai ở môi trường khác, em bước chân ra khỏi môi trường cai là em liền tìm đến thuốc phiện, không cần phải bạn rủ. Em tự mình vẫn đi tìm. Không cảm thấy là mình thoát ra được khỏi mình cái ma lực đó, đúng không? Không cảm thấy thoát khỏi. Nhưng từ ngày mà biết đến trung tâm thì em cảm thấy mình có một cái sự mạnh mẽ nó khác hẳn. Cái sự bình an nó khác hẳn. Em tìm đến những anh em đó. Em tư vấn, em đối diện được em, với họ. Em tư vấn, em chia sẻ về cuộc đời của mình được thay đổi như nào. Rất là tuyệt vời. Em cũng giúp được rất là nhiều anh em lên trung tâm và cuộc đời của họ bây giờ được thay đổi, gia đình rất là hạnh phúc. Ông biết không, về cơ chế tâm lý á, thực ra bằng cái cách nào đó để nó nảy sinh cơ chế này thì mỗi người sẽ khác nhau. Nhưng mà thật sự là cái việc mà chúng ta có bước qua được quá khứ và chúng ta mạnh mẽ để đi tiếp hay không á, nó nằm đúng trong cái diễn biến mà Trường vừa chia sẻ. Khi mà mình vẫn còn sợ, mình vẫn còn né, mình vẫn còn muốn không đối diện thì thực ra cái vết thương đó nó chưa ổn. Nhưng mà khi mà bạn chấp nhận bản thân mình trong quá khứ, bạn không muốn chôn vùi cái con người đó và sợ hãi khi người ta kể về nó, và bạn không còn né tránh những cái con người cũ, những cái hoàn cảnh cũ, đó là lúc mà bạn thực sự mạnh mẽ. Chị chỉ mong là cái điều đó nó được củng cố mỗi ngày ở trong hai đứa thôi. Tại vì hành trình ở phía trước nó rất là dài. Cái niềm tin, cái niềm yêu, cái nỗ lực hiện giờ là đang rất là đáng quý rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, nó có những cái ma lực mà mình không biết được là cái sức mạnh của nó đến đâu. Cho nên là cái sự chủ quan đôi khi nó cũng có thể là một cái điều mà cần phải cẩn trọng. Nhưng mà chị tin là các bạn sẽ cẩn trọng vì bây giờ mình có một cái cuộc đời tiếp nối mình nữa. Dạ. Hồi nãy Linh nói thương lắm. Em chỉ muốn là con em nó có một tấm gương khác. Và đơn giản là em muốn làm gương cho con. Dạ. Thực sự á, ngày xưa ấy, đôi lúc em buông xuôi cuộc đời bởi vì mình nghĩ rằng mình không thể thoát nổi. Và lúc đó cảm thấy chán nản, không còn gì để mà phấn đấu. Nhưng từ ngày mà có vợ em là một người mà luôn yêu thương, chia sẻ và động viên, và có con em nữa, đó là một niềm động lực để mà em phấn đấu mỗi ngày. Vợ chồng em cùng nhau nắm tay để phấn đấu mỗi ngày. Thương quá, tôi nói không nổi luôn quá. Cái câu chuyện nào biết không, nó vượt hơn cả một cái tình yêu gia đình bình thường mà chúng ta hay nói. Nó như một liệu pháp chữa lành. Gia đình đối với các bạn nó như một liệu pháp chữa lành, nó như một cái dây neo. Nó không đơn thuần như những câu chuyện khác mà chúng tôi vẫn hay nói với nhau ở đây, là vì yêu nhau, một cái tình yêu cá nhân, một cái tình yêu xúc cảm giới tính, nó lớn hơn nhiều. Nếu mà không có giới thiệu, trời ơi, chị tưởng bé Linh đâu, em gái em á. Chứ không có biết là vợ em đâu. Thật sự là nhìn cũng giống nhau không? Mà có chút xíu, chút xíu. À. Đang để có bầu nha, ta đang thì có đó, bầu á. Sắp chào đón em bé thứ hai. Nhưng bé Linh biết sao, hình như là những cái gọi là bụi trần gian á mà em đã từng trải qua, nó chỉ còn vương lại trong đôi mắt của em thôi. Chứ còn gương mặt của em, mọi thứ của em, nó cho người ta thấy rằng là em còn một cuộc đời rất dài ở phía trước. Chị có nghe một cái âm thanh, chị theo chị đoán thì có thể là có một em bé đang ở trong cái phòng kia.
tôi nghĩ vậy. À, tôi nghĩ chắc là em bé của... Người ta có hai em bé rồi. À, của hai vợ chồng. Thế thì giờ... Có bé, bé có theo không? Dạ có. Bé bé có theo thật hả? Bà cái gọi là gì đó, cái trực giác của bà mẹ ba con đó, hiếm khi nào nó sai lắm em. Cái âm thanh đó không phải từ người lớn ra. Ở trong đây hả? Tại vì em bé này hồi nãy là cô Ốc có gặp ở trong hậu trường rồi, ngoan lắm. Chưa cha. Không có khóc. Chưa thật là... Dạ. Em bé sau này là em đã biết là bé trai hay gái chưa? Dạ à, chưa hả? Chưa. Bé hả? Ừ. Mẹ ở đây, ba ở đây rồi, ai ẩm mình? Sao ai ẩm mình cho nên mình phải nhìn qua mình kiểm tra nè. Trời ơi. Ôi, anh này ngoan quá. Còn bao nhiêu tháng em? Dạ cô này nhà em được 1 tháng chị ạ. Vậy nè. Nó dạ. Nó hiện hữu cho cái việc mà mình cố gắng mỗi ngày là đúng rồi em. Dạ. Rất là dễ cười nha cô Ốc nha. Tương lai của hai vợ chồng em, dạ. Là cuộc sống của hai vợ chồng em, là động lực của hai vợ chồng em đó. Cái âm thanh hồi nãy, âm thanh hồi nãy. Sự mẫn cảm của bà mẹ ba con. Trời ơi, hơn ba mẹ cho ba em. Mẹ, ôi, cái chính gốc cũng đáng yêu nữa. Mẹ bé đi, mẹ bé đi. Rồi, mẹ bé hay ba bé? Đáng lý là không đòi đâu, nhưng tại thấy mẹ. Ơi, vậy là ngoan lắm rồi. Và điều mong ước lớn nhất của hai vợ chồng em lúc này là gì? Thực sự khi mà được thay đổi ấy, thì... vợ chồng của em luôn có một suy nghĩ rằng cuộc đời của mình được thay đổi, nhưng còn bao nhiêu bạn trẻ khác, họ vẫn đang trong cái tuổi mới lớn và muốn tìm hiểu những cái gì gọi là mới lạ. Thực sự vợ chồng của em có một ước muốn rằng qua đời sống của vợ chồng của em sẽ giúp đỡ được những thanh niên khác đang tuổi mới lớn, để mà họ nhìn qua cuộc đời của chúng em, họ không bước vào những vết xe đổ nữa, để gia đình của họ và chính đời sống của họ được hạnh phúc. Chị muốn hỏi một câu cuối cùng thôi. Dạ. Tại vì khi em muốn truyền một cái động lực cho các bạn trẻ, mà cái hình ảnh của hai đứa bây giờ nó quá đẹp đi, thì có thể những bạn mà đang sai lầm á, họ nghĩ rằng cái việc quay đầu á, dạ, để được như hai bạn á, chắc nó dễ dữ lắm. Dạ. Cuối cùng rồi thì mình cũng sẽ như anh Trường với chị Linh, là mình cũng sẽ bình an như thế này. Chị chỉ muốn em xác tín lại giùm các bạn rằng cái hành trình mà mình bước qua quá khứ đó, nó dễ không? Được đến ngày hôm nay không hề đơn giản một chút nào. Phải mất rất là nhiều những giọt nước mắt, rồi đôi lúc cả máu. Chị cũng thấy vết sẹo rất nhiều trên tay, dạ, và cả cổ của Linh. Chị nghĩ là mọi người hiểu. Linh, em yêu Trường nhiều không? Dạ, có. Em có hay nói không? Dạ, có. Nói sao? Em yêu anh nhiều lắm. Em yêu anh nhiều lắm. Và các bạn biết không, nếu như mà chúng ta không có những cái lựa chọn sai lầm ngay từ đầu giống như Trường nói, thì mình có một cái khoảng thanh xuân để làm rất là nhiều chuyện khác. Dạ. Chứ không phải để vật lộn với những cái ma lực như vậy, vật lộn với những cái quãng đời tối tăm như vậy. Dạ. Nhưng mà nếu như chúng ta nỗ lực thì sẽ được. Có điều là cái nỗ lực đó nó không hề đơn giản. Và cũng tiếp lời của Trường để có thể nói một điều thôi. Bạn ấy mong muốn là sẽ truyền động lực cho những cái bạn mà vẫn còn đang mê lầm. Thì những bạn đang mê lầm, nếu như các bạn có ý muốn buông bỏ, mà trong quá trình buông bỏ mình gặp khó khăn, thì nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay là minh chứng cho các bạn. Khó khăn nó sẽ qua, vấn đề là bạn sẽ phải kiên định. Và cái gì nó cũng có giá của nó. Cái giá của cái sự kiên định đó là một cái quãng đời phía trước đang đợi chúng ta. Và cái tình yêu ngày hôm nay thì nó hơn cả một cái tình yêu gia đình. Dạ. Thương chúc hai vợ chồng em, thương chúc gia đình nhỏ của em luôn ở bên cạnh nhau. Dạ. Bây giờ thì chị tin là không có gì có thể làm khó tụi em được nữa. Cảm ơn các em rất nhiều. Một câu chuyện thật đẹp, thậm chí là đáng kinh ngạc, và có quá nhiều điều để chúng ta nghĩ, phải không ạ? Đó là câu chuyện của Xuân Trường và Thùy Linh. Và cũng mong là những cảm xúc tích cực này sẽ lan tỏa và làm cho quý vị khán giả thêm yêu cuộc đời này.
và tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 21 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9, và đây là chương trình được thực hiện bởi VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi xin gửi đến một vài hình ảnh giới thiệu về tập tiếp theo trước khi tạm biệt nhau. Tôi đã từng trải qua hai cuộc hôn nhân cho đến khi tôi gặp vợ hiện tại. Hạnh phúc từ những tan vỡ. Từ khi mà em gặp anh Liêm thì anh Liêm như là một người bạn. Những lúc em khó khăn nhất, anh xuất hiện. Khi tình yêu được chứng minh bằng hành động thay cho lời nói. Anh Liêm cho con gái em một gia đình thực sự cái màu vẫn rất là thiếu. Cùng nắm tay nhau đi chặng đường mới, thực sự rất là hạnh phúc. Đón xem Mảnh ghép hoàn hảo với câu chuyện của cặp đôi ca sĩ Nam Sang và Thanh Liêm, được phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021 trên VTV9. Còn bây giờ xin gửi lời chào đến quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.